Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Doanh nghiệp Cần Thơ bên em. Và hôm nay thì sếp sẽ tiếp tục lên những cái sản phẩm mới. Hôm nay thì sếp sẽ đồng giá 350k và phí ship gần xa là 30, tổng cộng là 308. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay du lịch thương hiệu Dunlop và chất là chất tổng hợp để mình đựng đồ, rất là ok. Và kích thước của chiếc túi bề ngang 43, bề dày 26 và chiều cao là 26 để mình xách tay như thế này, thương hiệu Dunlop, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp hết ha, dập thương hiệu Dunlop và một ngăn này là sạch đẹp, chất da tổng hợp. Màu này là màu đỏ mận. Lên giùm shop một mã ha. 8852. 8852. Và shop sale duy nhất ngày hôm nay ha, shop sale duy nhất ngày hôm nay. Và một chiếc túi du lịch này đựng khá là nhiều đồ, chất da canvas của hãng. Kích thước của chiếc túi bề ngang. Bề ngang là 53, chiều dày là 26 và chiều cao là 31 để mình xách tay dập một thương hiệu ở đây. Sẽ có một cái ngăn, một ngăn ở phía ngoài đây và một khóa kéo miệng. Này là không dây đeo chéo ha, không dây đeo chéo. Bên trong lót sạch đẹp á, một ngăn đây là sạch đẹp, thương hiệu dập nổi đây, Tokyo ha, chất da canvas của hãng. Ở đây thì còn chìa khóa nhưng mà không có, không thấy, không còn chìa nha, còn ổ nhưng mà không còn chìa. Lên dùm shop một mã 8834 ha, 8834. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất da tổng hợp của hãng ha, hãng đây Kristen Moss, để mình xách tay kết hợp với những cái này đó, đường viền đó là da mộc. Kích thước bề ngang là 45, chiều dày là 21 và chiều cao là 25 để mình xách tay như thế này, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp hết ha, và một khóa kéo miệng thương hiệu Kristen Moss, sạch đẹp hết ha, chất da rất là ok để mình xách tay và như thế này. Rồi nhìn shop một mã là 8820, 8820. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Happy Mind để mình xách tay rất là ok ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 39, chiều dày là 20 và chiều cao là 25. Ở đây là nhỏ gọn và xinh xắn, có thương hiệu để mình xách tay như thế này, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp ha, bên trong sạch đẹp, một ngăn đây sạch đẹp hết ha, để mình xách tay rất là ok, đựng tầm 4 bộ đồ, nhỏ gọn và xinh xắn. Lên dùm shop một mã 8856 ha, 8856. Đồng giá 350k, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 380. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay, chất này là chất vải ha, để mình xách tay. Kích thước của chiếc túi bề ngang
Bề ngang là 48, chiều dày 14 và chiều cao 36. Để mình xách tay như này, chất vải ha, chất vải dù sạch đẹp á. Ở đây là những cái vết giống như vô di vết si túi khác lon qua thôi, về mình giặt lại là hết ha. Thì bên trong đựng được rất là nhiều đồ ha. Đây như thế này, đựng được cả khoảng 6 bộ đồ để mình xách này. Lên dùm shop một mã 8205. Một chiếc túi xách tay và heo chéo, thương hiệu là Valentino, dòng Gavani, để mình xách tay và đeo chéo. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 42, chiều dày là 21 và chiều cao là 27. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Dây đeo đây, và sẽ có hai ngăn nhỏ và một khóa kéo miệng. Thì bên trong là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây là sạch đẹp chất vải dù để mình xách tay và đeo chéo. Lên nhìn shop một mã là 8832. 8832. Và một chiếc túi để mình xách tay full da toàn bộ ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 40, chiều cao 23 và bề dày là 13. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một ngăn và một ngăn ở đây là hai ngăn, và một ngăn ở đây là bộ nhất. Thì bên trong hai ngăn nhỏ ha, và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng là sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay rất là ok. Lên dùm shop một mã là 7302 ha. 7302. 350, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 780. 7302. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo chất vải dù. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 43, chiều cao 23 và bề dày là 22. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong sẽ có một ngăn đây, vải dù ha, Valentino, dòng mà Gavani ở đây. À xin lỗi ha, thương hiệu Calvin của Pháp ha. Dập thương hiệu Calvin đây, và phen khóa dập thương hiệu Calvin của Pháp. Lên dùm shop một mã là 8815. 350, phí ship gần xa 30, tổng cộng 380. 8815. Và cái đến đó là một và chiếc túi để mình xách tay và đeo chéo, chất là chất da ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 36, chiều cao 24 và bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong một ngăn và một nút khích 500. Ở đây đựng những vật dụng nhỏ nhỏ ha.
xương hiệu ha, dập nổi đây, và có một khóa cáo miệng và một ngăn bự nhất ở đây, sập đẹp ha, dập thương hiệu đây. Lên dùm shop một mã là 8848 ha, 8848, 350 phí ship gần xa 30, tổng cộng 308. Và một chiếc túi xách tay chất da rất là đẹp ha, để mình xách tay rất là ok. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 34, chiều dày 13 và chiều cao là 24, để mình xách tay. Và sẽ có một thương hiệu ha, dập nổi đây, và một khóa kéo miệng. Thì bên trong là sạch đẹp ha, và một khóa kéo miệng đây là sạch đẹp hết, chất là chất vải, và một ngăn đây sạch đẹp ha, để mình xách tay rất là ok. Lên dùm shop một mã là 8070, 8070. Ba trăm rưỡi phí ship gần xa 30, tổng cộng 308 ha. Và một chiếc túi xách tay chất carbon, chất canvas của hãng, dập nổi đây. Và chiếc túi này để mình xách tay, kết hợp với da canvas, kết hợp với da mộc ha. Những cái đường viền màu vàng vàng bò là da mộc. Kích thước của chiếc túi bề ngang 36, bề dày 19 và chiều cao là 23, để mình xách tay. Và sẽ có một ngăn ở đây và một khóa kéo miệng. Thì bên trong sẽ có một khóa kéo miệng đây, dập một thương hiệu ha, dập một thương hiệu bên trong là sạch đẹp ha, để mình xách tay rất là ok. Lên dùm shop một mã là 8855, 8855, 350 phí ship gần xa 30, tổng cộng là 308 ha. Và một chiếc túi để mình xách tay và đeo chéo, chất da toàn bộ ha, thương hiệu Noken. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao 22 và bề dày là 7, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, một ngăn và dây đeo chất vải dù, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đựng bút đựng viết, và một khóa kéo miệng đây là sạch đẹp ha, chất vải, một ngăn đây là sạch đẹp, xách tay và đeo chéo ha, rất là ok. Lên dùm shop một mã là 6949, 6949, 350 phí ship gần xa 30, tổng cộng 308 ha. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Get Gargantly, để mình xách tay rất là ok. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao 28 và bề dày là 9, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, một ngăn và một ngăn ở đây. Thì bên trong một nút bít 500, một ngăn và một ngăn đây, và một khóa kéo miệng. Lốc bên trong là lốc vải sạch đẹp ha, và một ngăn đây là bự nhất, hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã là 8287, 8287, 1 chiếc túi đeo chéo chất vải dù,
có thương hiệu ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 30, chiều cao 33 và bề dày là 13, để mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra, một ngăn và một khóa cán miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp hết ha, để mình đeo chéo, đựng được cũng khá là nhiều đồ. Dây đeo chất liệu là vải dù kết hợp với da. Lên dùm shop một mã là 8547 ha, 8547, hôm nay sắp giảm còn 300 thôi, 8547 300. Và một chiếc túi để mình xách tay, chất da tổng hợp của hãng, kích thước bề ngang 38, chiều dày 23 và chiều cao là 18, để mình xách tay ha. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong một ngăn đây, để mình đựng khoảng 2 đến 3 bộ đồ. Lên dùm shop một mã 7314 ha, 7314, 350k, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 380 ha. Hôm nay thì shop những sản phẩm toàn bộ trên video ngày hôm nay là phí ship gần xa 30 ha. Kế đến đó là một chiếc lết cầm tay hoặc để mình xách tay đi tiệc, chất da rất là đẹp, kích thước bề ngang 32, chiều cao 18 và bề dày là 6. Thế này, chất da ha. Ở đây để mình mở ra thì bên trong sẽ có một cái xách tay để mình đeo vai đi tiệc á, lót bên trong là sạch đẹp. Và một thương hiệu Bali, đây, Made in Italy, thương hiệu Bali ha. Đó, rất là đẹp và xinh xắn. Một nhân đây là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 8762, 8762. Và cái đến đó là một chiếc túi du lịch ha. Chiếc túi này thì shop sẽ không độn phơm, chắc là da tổng hợp của hãng ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 54, chiều dày là 26 và chiều cao là 28, để mình xách tay như thế này, nó xinh xắn. Và còn khóa chìa đầy đủ, đây khóa chìa đầy đủ. Chiếc túi này không dây đeo chéo, sẽ có một khóa cáo miệng ở đây. Thì bên trong, lót bên trong sạch đẹp á, và một ngăn đây đó. Để từ 6 đến 8 bộ đồ và thương hiệu ha, chụp nổi đây. Lên dùm shop một mã là 8823, 8823, 8823. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay, chất là chất da canvas ha, và da canvas kích thước của chiếc túi, bề ngang 35, chiều dày là 20 và chiều cao là 23, để mình xách tay như thế này là xinh xắn. Và sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây. Thì bên trong, là sạch đẹp á, dập thương hiệu ở đây, Made in Italy. Và một khóa cáo miệng ở đây, lót bên trong là sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 7305, 7305. Bảy ba không năm,
300 350 ha, phí ship gần xa 30, tổng cộng 380. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất da canvas của hãng ha, chiếc túi du lịch có thương hiệu. Kích thước của chiếc túi này thì em không có đụng form, bề ngang là 45, chiều dày là 20 và chiều cao là 24 ha, để mình xách tay như thế này đó. Chiếc túi du lịch ở đây sẽ có một ngăn đây sạch đẹp hết ha, và một khóa cáo miệng thì bên trong là sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp. Lên nhìn shop một mã 8851 ha, 8851 350k, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 380 ha. Và một chiếc túi du lịch cũng chất da canvas của hãng luôn. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 50, chiều dày 23 và chiều cao là 24. Để mình xách tay như thế này đó, sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, thì bên trong sạch đẹp hết ha, chất da khá là đẹp, dập thương hiệu đây. Lên dùm shop một mã 8838 350, 8838 350. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất da rất là ok ha, để mình xách tay rất là ok. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 39, chiều cao là 28 và bề dày là 12, để mình xách tay như thế này. Và không dây đeo chéo ha, một ngăn đây và một ngăn đây, sẽ có một ngăn, hai ngăn nhỏ dập một cái thương hiệu ở đây, Vover ha, Made in Japan, và một khóa cáo miệng là sạch đẹp hết ha. Ở đây đừng bút đừng viết, sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 7308 ha, 7308. Và một chiếc túi xách tay chất vải dù. Chiếc túi này thì xếp giảm còn 300 thôi. Chiếc túi này điều đặc biệt của chiếc túi là mình sẽ đựng đồ vét ha. Đựng đồ vét sẽ không có nhăn. Bề ngang là 56, 59, chiều cao là 40 và bề dày là 4,5. Có rất là nhiều ngăn để mình đựng đồ. Đây, một ngăn và một khóa cáo miệng ha. Và một ngăn ở đây là bự nhất, thì bên trong sẽ có một khóa cáo miệng và hai ngăn nhỏ đây, và một cái móc để mình đựng đồ vét. Móc này thì mình sẽ có thể mình mình tháo ra được để mình máng đồ ha. Ở đây nè, đồ vét mình sẽ máng vào đây, mình sẽ gom gọn lại ngay chỗ này, cái mình ập lại như thế này, kéo lại thì đồ của mình nó sẽ không có nhăn ha, như thế này. Để mình xách tay, chất là chất vải dù, dập thương hiệu ở đây. Lên dùm shop một mã là 8528 300, 8528 300. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình xách tay chất vải dù,
có thương hiệu và đựng được rất là nhiều đồ. Thì hôm nay shop cũng giảm 300 thương hiệu Đinh Hiu. Thương hiệu Đinh Hiu như thế này, chất vải dù của hãng Đinh Hiu. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 45, chiều cao 36 và bề dày là 14 ha. Để mình xách tay như thế này là xinh xắn. Và sẽ có một khóa cá ngoẹn ở đây. Thì bên trong là lót sạch đẹp á. Sẽ có một cái nút để mình gài lại. Đó. Xách tay đựng được từ 6 đến 7 bộ đồ. Lên dùm shop một mã là 8553 300. 8553 300. Và kế đến đó là một chiếc túi để mình xách tay ha, có thương hiệu kích thước của chiếc túi, bề ngang chiếc túi này thì em sẽ chưa có đụng phơm, bề ngang là 37, chiều dày là 15 và chiều cao là 25. Để mình xách tay chất rất là đẹp ha. Và sẽ có một khóa cá ngoẹn ở đây. Thì bên trong lót bên trong sạch đẹp và một khóa cá ngoẹn đây là sạch đẹp ha. Để mình xách tay thương hiệu Fato ha, nhập nổi đây. Lên dùm shop một mã là 8064 ha. 8064, hôm nay sắp giảm còn 300 thôi. 8064 300. Và cái đến đó là một chiếc túi chất canvas ha, của hãng. Chiếc túi này thì em sẽ cũng chưa có đụng phơm, để mình xách tay thôi. Thương hiệu ở đây Etico. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 36, chiều dày 18 và chiều cao là 20. Để mình xách tay như thế này xinh xắn. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp ha. Và một khóa cá miệng đây là sạch đẹp, chất là da canvas của hãng ha, thương hiệu Etico. Lên dùm shop một mã là 8861 ha, 350. 8861 350. Phí ship gần xa 30, tổng cộng là 380 ha. Và một chiếc túi để mình đeo chéo và mình xách tay, chất vải dù của hãng Ruby Valentino, dòng Ruby, thương hiệu là Valentino ha. Chất vải dù xinh xắn. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 45, chiều dày 22 và chiều cao 24 ha. Ruby Valentino, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa cá mẹn ở đây. Thì bên trong sạch đẹp á, một nhân đây sạch đẹp Ruby Valentino. Lên nhìn shop một mã là 8092. 8092. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và xách tay thôi, chất là chất da thật ha. Chất da thật, màu đây là màu đỏ đô. Để mình xách tay như thế này. Kích thước của chiếc túi,
Bề ngang là 47, chiều dày 17 và chiều cao 26, đựng từ 6 bộ. Chất là chất da ha, da bò. Một ngắn đây và một khóa cá miệng. Thì bên trong là sạch đẹp và một khóa cá miệng đây. Là sạch đẹp hết ha. Lên giùm shop một mã 7382. 7382. 350, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 308 ha, 7382. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại đặt hàng 0973952507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.